từ Eden đến Seth, từ Seth đến Enos, từ Enos đến Kinos, từ Kinos đến Mehatukem, đến cha của cha, Methuselah, rồi truyền đến cha. Họ đã giữ gìn nhiều đời, và giờ đến lượt con, Noah, con trai của ta. Đây là biểu tượng từ thời tổ tiên xa xưa về sự hình thành của loài người. Từ giờ nó sẽ thuộc về con, trách nhiệm sẽ được đặt lên vai con. Con sẽ lắng nghe được lời của đấng kiến tạo để xây dựng thế giới này. Cha tin rằng con sẽ... Có người! Núp vào đi! Chúng ta đã đến đây. Dùng đất ở đây có rất nhiều linh quan. Đây là dùng đất của đấng kiến tạo. Anh làm gì ở đây? Đấng kiến tạo sao? Ông ta biến đâu rồi? Người của ta đang chết đói. Và ông ta đã làm được gì nào? Ông ta có giúp chúng ta và dòng giống chúng ta tồn tại được không? Chúng ta phải tìm dùng đất mới để định cư. Và giờ ta đã tìm được cái ta muốn. Và giờ nó thuộc về dòng dõi của Cain. Tiêu diệt họ sẽ ngay tại đây. Từ giờ chúng ta sẽ ở đây. Em, con đang làm gì vậy? Bông hoa đẹp quá. Chúng ta chỉ lấy những thứ ta cần. Những cái khác hãy để chúng yên. Mỗi sự vật đều có nhiệm vụ của nó. Như bông hoa này, nó nở hoa và theo gió che mầm những sự sống khác. Chúng ta thì chỉ sử dụng những cái chúng ta cần, hiểu chứ? Sam, Ham, đi nào. Nào, trốn đi.
Anh tìm thấy thú săn của chúng tôi. Thật là may mắn. Nhưng anh thì không. Đã lâu rồi ta không được ăn thịt. Săn được nó rất khó khăn. Ngoan ngoãn nào. Anh muốn gì chứ? Công lý. Tại sao bọn họ lại giết nó? Họ ăn thịt chúng. Tại sao? Họ nghĩ ăn thịt chúng sẽ làm họ mạnh hơn. Thật vậy sao? Họ quên rằng sức mạnh đến từ đấng kiến tạo. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Các anh con kìa! Hôm nay em đã thấy bọn thợ săn. Bọn thú bị giết. Nó thấy thế nào? Nó thấy thích thú. Khoảng chúng phải thấy cảnh đó thôi. Em biết anh còn thấy gì nữa không? Một bông hoa nở trong khoảng không. Ngủ đi nào. Ngài sẽ chỉ cho anh thấy sao phải làm gì. Ngài nói chuyện với anh sao? Phải.
Ngài sẽ giúp chúng ta chứ. Ngài muốn hủy diệt mọi thứ. Quãng đường sẽ rất nguy hiểm đây. Làm sao anh biết ông nội anh vẫn còn sống? Anh không biết. Nhưng đấng kiến tạo đã bảo anh đi gặp người. Ông ấy sẽ biết anh cần làm gì. Anh giúp em làm cái này đi. Chúng ta nên chạy trốn khỏi chỗ này. Chúng ta không trốn chạy, mà là tìm đường. Đằng trước có tòa thành, chúng ta sẽ đi qua đó. Đây đây là đâu thế cha? Đây từng là mỏ Linh Quang. Chúng ta phải đi qua đó sao? Đi nào. Bọn họ chết cả rồi sao? Chúng ta sẽ đi khỏi đây. Sao họ lại bị như vậy? Nhóm người khác cảm thấy bị đe dọa. Tìm xem nào. Cha ơi, ở đây. Cho cô xem nào. Cháu tên gì nào? Tên cháu là gì? Yula. Tên cháu là Yula. Yula. Cái sợ ổn thôi. Xem. Thầy giữ chặt tay cháu, không buông ra đâu. Ở đây này. Chúng ta phải đi thôi. Nhanh lên nào. Nhanh lên. Phải đi qua đó sao? Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Nhanh lên. Đi đường này sẽ chết đi. Xem. Hãy chạy trước đi. Hãy bảo vệ mẹ nhé. Đi đi nào. Đi đi.
Noah, anh không sao chứ? Tôi muốn gặp Methuselah. Ông ấy là ông nội của tôi. Ngươi để bọn chúng lại đây sao, Orb? Ngươi nên giết chúng đi. Nhưng Methuselah, ngươi không nhớ bọn chúng đã làm gì sao? Bọn chúng đã phản bội lại đấng kiến tạo. Đấng kiến tạo gỡ tôi đến đây. Hắn nói dối. Hãy cho bọn chúng chết khô ở đây đi. Họ là ai vậy cha? Họ là đấng canh gác. Chú ơi, sao thế? Hãy hát cho cháu nghe. Cha cháu thường hát cho cháu nghe. Ta cũng mất cha, còn là một đứa trẻ. Cha ta cũng thường hát cho ta nghe trước ngủ. Cháu muốn nghe chứ? Trăng lên cao, cây xanh xào xạc. Cha đợi cho con ngủ, bao bọc con trong cánh tay rắn chắc của mình. Cầm tru con giấc ngủ ngon. Làn gió thổi qua nhẹ nhàng. Cha thì thầm tru con giấc ngủ ngon. Ru cho đến khi con ngủ. Con bé không sao chứ? Con bé không thể sinh con được nữa. Em nghĩ qua đêm nay con bé sẽ hết sốt. Đi thôi tôi. Tôi xin lỗi về sự thô lỗ của họ. Họ từng là những người rất điềm đạm. Sao ông lại giúp chúng tôi? Khi đấng kiến tạo đẩy Adam và Eva xuống trần gian, lúc đó họ trong sáng và vô tội. Chúng tôi muốn giúp đỡ họ và đã dạy họ cách sử dụng ánh sáng, trái lại lời của đấng kiến tạo là những tia sáng đẹp đẽ. Chúng tôi đã xuống đây để giúp đỡ con người. Và đấng kiến tạo đã trừng phạt. Ngài đắp bùn đất che đi ánh sáng tinh đẹp của chúng tôi. Ngài bắt chúng tôi phải sống trong bóng tối. Dù bị trừng phạt như vậy, chúng tôi vẫn giúp đỡ cho loài người trở nên kiêu hãnh và mạnh mẽ. Nhưng họ lại quay lại tiêu diệt chúng tôi. Chỉ có một người đứng ra bảo vệ chúng tôi. Đó là ông nội anh Methuselah. Chúng tôi đã bị săn đuổi đến đường cùng.
số bị nhốt trong hầm đá, số còn lại bị đánh đuổi. Chúng tôi đã gian xin đến kiến tạo được trở về, nhưng đáp lại là gì? Và giờ chúng tôi, giờ có cơ hội để được phục vụ lại người. Tôi thấy ánh mắt của Adam trong anh khi bước đến thế giới này. Ngài đã chọn anh để truyền thông điệp đến đây. Có lẽ vì con người anh, tôi sẵn sàng giúp đỡ anh. Con lại phải ở nhà, còn phải ở lại để chăm sóc cho mẹ, hiểu chứ? Con cũng phải chăm sóc cho cha con đấy. Hãy bảo vệ họ, họ đã được an toàn rồi. Ông cố kìa cha. Noah. Đây là ông nội của cha. Con hãy tỏ lòng kính trọng với ông. Đi nào. Cháu tên là Sam. Đó là con lớn của cháu à. Lại gần hơn nào. Xem nào. Cháu thật may mắn đấy. Cháu có vẻ giống mẹ hơn là giống cha nhỉ. Ngồi xuống đây nào xem. Xem. Cái thích gì nhất trên thế giới này? Là dâu à? Sao? Là quả dâu. Phải rồi, quả dâu. Một loại quả rất tươi mát. Đã lâu rồi ông không được thưởng thức nó. Cho con mang dâu đến cho ông không nào? Không sao. Tiếc thật. Lần sau nhớ mang đến nha. Chắc cháu cũng đã mệt rồi nhỉ? Nghỉ ngơi đi nào. Ngồi đây nào. Chúng ta cần phải thảo luận chút. Chuyện này không dành cho trẻ con. Ông biết cháu sẽ đến sao? Phải. Trước khi cháu được sinh ra, cha của Kenos đã bảo thế. Một ngày nào đó, một người trong dòng tộc sẽ được đấng kiến tạo chọn để cải tạo lại thế giới. Mọi thứ sẽ bị tiêu diệt để bắt đầu lại cuộc sống mới sao? Cháu không có đủ chứng cứ. Noah, hãy hiểu điều mà cháu đang nghĩ. Cháu nói mọi thứ sẽ bị tiêu diệt sao? Không hẳn. Cháu muốn biết Ngài cần cháu đến đây làm gì? Đừng bảo Ngài yêu cầu cháu đến đây để uống trà với lão già này nha. Vậy, mọi thứ sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn đúng chứ? Không, không phải là lửa. Là nước. Nước sao? Cha ta lại nói rằng có một ngọn lửa lớn. Là nước. Cái chết đến từ nước. Một trận đại hồng thủy.
Cháu muốn biết rõ hơn những điều cháu cần phải làm. Cháu cần lời chỉ dẫn của ông. Vậy sao? Cháu nghĩ sao nếu cháu nghỉ ngơi chút nào? Chắc có lẽ Ngài gửi cháu tới để uống trà với ông thôi. Thuốc đắng giả tật. Nối dây này lại. Ông giữ giúp cháu cái này. Thế nào rồi? Cháu đã thấy điều Ngài nói. Một con tàu đủ lớn chở mọi sinh vật vô tội, những kẻ đáng chết thì phải chết, sẽ không còn bạo lực và giết chóc. Tiêu diệt tất cả để bắt đầu lại từ đầu. Cháu chắc chứ? Chắc. Phải xây một chiếc tàu lớn, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Ta có hạt giống này cho cháu. Hạt giống của Enoch. Cháu phải biết rằng Ngài chọn cháu là có lý do. Ông nội anh vẫn còn sống. Ông ấy cho anh thấy phải làm gì. Con người trên trái đất này đều sẽ bị tiêu diệt. Vì thế Ngài đã chọn gia đình chúng ta để làm một trách nhiệm lớn, cứu rỗi những sinh vật vô tội. Sinh vật vô tội sao? Các loài động vật. Chúng vô tội à? Đáng lẽ chúng đã được sống trên thiên đường của đấng kiến tạo. Ta phải cứu chúng để bắt đầu thế giới một lần nữa. Sao lại là chúng ta? Chà đoán chúng ta cũng được chọn trong thế giới mới đây. Chúng ta sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới trong một thế giới mới tốt đẹp hơn. Trước tiên, ta phải chôn cái này. Chôn cái gì ạ? Một hạt giống từ thiên đàng. Nó sẽ nảy mầm ở đây để cứu giúp các loài. Phụ thuộc vào mày đấy. Ngươi là tên phản bội. Đây là lúc chúng ta được phục vụ cho Ngài. Dừng lại đi. Các anh đang làm gì vậy?
chính các ngươi. Chúng ta đã giúp đỡ các ngươi để rồi, và giờ ta đã mất đi tất cả về loài người các ngươi. Không mất tất cả đâu, các anh sẽ có cơ hội phục vụ ngài một lần nữa. Người chỉ khoác lác thôi. Đấng kiến tạo, nơi đây là sao thế cha? Nơi đây sẽ là con tàu của chúng ta. Tôi sẽ giúp đỡ con người này. Nào, xem giờ đã, làm ơn. Vẫn còn đau sao? Em! Sam! Cậu ấy vẫn còn cô đơn mà.
đi nào. Cha có thấy không? Cha thấy rồi, Jeffrey. Nó bắt đầu rồi. Sẵn sàng rồi chứ? Nó ngủ rồi. Nhẹ nhàng nào. Con này là trống, con này là mái. Nó sẽ trở thành bố và mẹ ở trong thế giới mới. Ta sẽ đưa chúng tới thế giới mới đó. Bố không biết dùng đất mới ấy sẽ như thế nào, nhưng tất cả sinh vật ở đây đều cần chúng ta. Hãy kéo màn lại cho chúng ngủ đi nào. Cha ơi, có phải cha nói tất cả đều có đôi? Cha thì có mẹ, Jem thì có Ila. Thế còn con và Jeffy? Cha phải giúp đỡ chúng con chứ. Con còn nhớ cha nói gì không? Chúng ta đang gánh trách nhiệm này, và chúng ta chỉ dùng cái mình cần. Mẹ ơi, chuyện gì vậy con? Rắn kìa. Rắn được lên tàu sao? Tất cả mọi loài bò, rừng đều được lên tàu. Không sao đâu.
ơi cha. Cha ơi. Đừng sợ. Không ai được động vào thằng bé này. Cháu tên gì? Em. Em à. Ta là Tubon Cain. Cháu biết ta chứ. Cháu không biết vị vua của mình sao? Cha cháu nói không có vua trên đất của đấng kiến tạo. Em, vào trong đi. Không được lấy đi chiến binh mạnh mẽ nhất của ta. Đó không phải là của ông. Đừng quên mục đích của cháu. Ta tin cháu sẽ làm điều đúng. Em, bỏ nó lại. Ông ấy cho con mà, cha đã nói sao? Ta đi theo hướng loài chim và ta thấy bay đến đây và ta tìm thấy công trình này. Để làm gì thế? Để cứu rỗi những sinh vật vô tội. Người đang làm việc trên đất của ta, dùng đất này, những cái cây này và cả cái đó nữa. Ngươi nghĩ có thể bảo vệ chúng sao? Bảo vệ chúng khỏi sự độc ác của loài người. Đó là cái gì? Là một con tàu. Ta đã được đấng kiến tạo giao cho trách nhiệm này. Ngươi không thể nào nghe được lời của đấng kiến tạo. Chỉ duy nhất chúng ta dòng dõi Cain. Là ngươi có đủ tư cách để nghe đấng kiến tạo nói. Ngươi đừng có mà khoác lác. Ta có đầy đủ tư cách đấy. Chúng ta đã gặp nhau rồi sao? Ta là con trai của Lamech. Hậu duệ đời thứ 8 của Seth. Và ta ở đây để giành lại công lý. Nhưng ta có rất nhiều người đi theo ta. Ngươi chỉ có một mình mà muốn chống lại ta sao? Không phải có một mình đâu. Với tất cả mọi người, chúng ta sẽ quay trở lại sau. Kẻ thua cuộc là các ngươi. Không ngờ ngươi vẫn còn sống sót. Cha của ngươi thì giờ đã ở trên thiên đường. Và giờ cũng sẽ đến lượt ngươi. Chúng ta quay trở lại. Chúng ta sẽ cướp lấy con tàu. Ngươi không thoát được số phận đâu, Cain. Đó đã được sắp đặt rồi. Dùng đất này là của ta. Ta sẽ tồn tại.
Tất cả những người ở đây đều theo ta. Chúng ta sẽ tấn công con trai của Lamed. Chúng ta có hàng ngàn người. Chúng ta sẽ cướp con tàu. Cha ơi, bọn họ sẽ quay lại đấy. Chúng ta phải kết thúc xong hết. Thời khắc sắp đến rồi. Nói với tất cả mọi người đi. Được, ngươi dám chống lại ta sao? Chúng tôi không thể tin những lời nói được. Chỉ có dòng dõi của Cain mới làm được thôi. Chỉ có ta mới có đủ khả năng thôi. Nào bọn họ quay trở lại. Chúng ta nên cho những người phụ nữ lên tàu. Không thể được đâu. Chúng ta cần thêm phụ nữ. Điều đó không thể được. Mọi thứ phải bị tiêu diệt. Chú chắc chúng sẽ hiểu. Cháu đã làm mọi việc. Được rồi. Làm việc của cháu. Có chuyện gì vậy? Là chắc xem yêu cháu lắm đấy. Sam cần một người phụ nữ. Một người phụ nữ thực sự. Anh ấy cần phải có một gia đình. Cháu thì không thể làm được điều đó. Cháu chỉ là một đứa vô dụng thôi.
Thậm chí cháu còn không sinh con được, cháu thì có thể làm gì chứ? Ai lại cần một người không thể sinh con như cháu? Ila, chờ đã. Lần đầu tiên ta gặp cháu, ta đã nghĩ cháu là một đứa trẻ đáng yêu. Ta nghĩ không có đứa trẻ nào tuyệt vời hơn cả cháu. Đúng thế đấy. Chúng ta cần cháu. Xem cần cháu. Mọi người đều cần cháu. Nhưng Hem và Japheth thì cũng cần phải có bạn đời. Chú cũng nên tìm một người cho cả Sam nữa, Ila. Dám trốn sao? Xin đừng bắt con tôi. Đi nào. Cứu tôi với. Đừng hòng chạy. Hãy cho tôi thịt. Chuyện gì vậy anh? Phải tập trung tất cả lên thuyền mau. Cơn bão sắp đến rồi. Còn vợ của tụi con đâu? Họ đâu rồi? Con không nghe thấy những gì cha nói sao? Nhưng khi nào họ đến đây? Sẽ không có vợ gì hết. Sao chứ? Không thể được. Cha nói đấng sáng tạo sẽ cho chúng ta những gì chúng ta cần mà. Đi giúp anh của con đi. Không. Hãy nghe con. Cha không thể làm thế. Cha không thể. Làm sao trở thành đàn ông được đây? Cha nói con đi giúp đỡ anh con đi. Cha muốn con suốt đời là trẻ con sao? Không. Cha muốn con trở thành một người đàn ông và làm những gì được yêu cầu.
có chuyện gì vậy Noah? Tất cả mọi người đều có sự độc ác bên trong mình. Anh đã thấy điều đó. Noah, chúng đều là những đứa trẻ tốt. Sam thì trung thành, Jeffy thì tận tụy, Tom thì chính trực. Chúng đều là người đàn ông tốt, sẽ là những người cha tốt. Sam thì đầy ham muốn, Ham thì đang mờ mắt, Jeffy thì lúc nào cũng làm theo ý người khác. Chẳng có gì tốt hơn cả, và cả em nữa. Em cũng sẽ làm mọi thứ vì các con trai của mình, sẵn sàng giết mọi thứ để bảo vệ các con của mình. Đúng vậy, chúng ta đều có sự độc ác. Điều đó không nên tồn tại trong thế giới mới. Thế giới này cần được thanh tẩy. Ta cũng phải chết hết. Như vậy mới hết sự độc ác được. Chúng chỉ là những đứa trẻ. Chúng là con của anh đấy, Noah. Anh không thương chúng sao? Chúng ta rồi sẽ bị trừng phạt. Mọi thứ phải được bắt đầu lại. Ông nội, ông nội ơi, cháu có mang dâu cho ta không? Cháu biết chỗ nào có nó chứ? Dân ạ. Đã lâu rồi được ăn dâu. Xem hứa là sẽ mang dâu đến cho ta. Xin lỗi, cháu không biết. Tiếc thật. Sao cháu lại đến đây? Doa không đồng ý cho những đứa con trai có bạn. Ta thì bị vô sinh, cùng bé không thể sinh con được. Đó là công lý. Đấng kiến tạo muốn tiêu diệt con người vì chính con người đã tự làm hỏng tất cả. Mọi thứ phải bị tiêu diệt. Không, cháu không tin đâu. Đồ à, phải bảo vệ con trai của mình chứ. Cháu yêu bọn chúng. Chúng đều là những đứa tốt. Đứa trẻ tốt sao? Không ai chắc điều đó sau này cả. Đó là sự lựa chọn của Noah, không phải là ta, cũng không phải là cháu. Con trai, cháu cũng vậy. Vậy là ông không giúp cháu sao? Ta không biết điều này có đúng không. Cháu đang cố gắng làm trái ý của đấng kiến tạo. Cuối cùng mọi thứ đều đổ lên Noah cả. Đó là điều cháu muốn sao? Cháu muốn con mình có con cái của chúng. Cháu muốn chúng được hạnh phúc. Cháu không thể chịu đựng nổi khi chúng sẽ chết trong cô độc. Thank you.
xa tôi ra. Không, không, tôi không làm gì cô đâu. Tôi không làm cô đau đâu. Tôi có thức ăn ở đây. Đây này. Anh muốn gì? Không có gì cả. Anh chỉ có một mình thôi. Phải. Còn cô thì sao? Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây. Vậy tôi ở lại thêm chút nữa nha. Được chứ? Tên tôi là Nay. Xem, hãy đem chúng về đi. Cẩn thận đi. Ham, đừng sợ cháu gái. Lại đây nào. Ông nội sao? Phải rồi. Sao ông lại ở đây? Ông đang đi tìm dâu. Lại đây giúp ông nào. Mắt ông đã mờ rồi. Tôi phải đi tìm Ham. Chỉ một chút. Lại đây nào. Lại đây. Lại đây tìm giúp ông đi. Đâu rồi nhỉ? Đâu rồi? Chẳng có dâu ở đây đâu ông nội à. Tôi sẽ dẫn ông đến gặp Noah. Ông sẽ ở lại đây. Cháu đi đi. Đi đi nào. Đi đi. Khoan, chờ đã. Cháu đã sống với gia đình ta 10 năm rồi nhỉ? Cháu yêu họ chứ? Shem và Noah. Ấy đã cưới mạng cháu. Nuôi nấng cháu. Yes, he did. Yeah. Vậy cháu cũng là cháu gái của ta. Cháu nội của ta. Đã 10 năm rồi, nhưng ta vẫn chưa ban phước lành cho cháu. Ta sẽ ban phước lành cho cháu. Được chứ? Là cháu hãy đi đi, tìm nó đi. Đi đi nào. Đi đi. Ila, anh đã tìm thấy em.
đã đến lúc rồi. Chúng ta phải đi thôi. I am a man made in your image. Tại sao ngài không trả lời con? Giống như ngài đã làm, con hành động giống như ngài, nhưng giờ ngài lại không trả lời. Hãy nói với con. Hãy nói với con. Tất cả mọi người hãy mang vũ khí theo. Đấng kiến tạo đang muốn tiêu diệt chúng ta. Chúng ta là con người. Chúng ta quyết định mạng sống của mình. Tất cả đều sẽ sống nếu làm theo lệnh của ta. Ai muốn sống nào? Chúng ta phải giết chúng. Giết Noah và cướp con tàu. Noah, thêm đâu? Thank you.
bảo vệ cho mẹ. Vào trong đi. Hãy vào trong đi. Tạm biệt hậu duệ của Adam.
anh đâu rồi? Noah, cậu không thấy cha đâu cả. Noah, chúng ta phải làm gì đi? Hãy cứu họ đi. Chúng ta còn đủ chỗ cho họ mà. Cũng có những người vô tội. Chúng ta không được làm thế. Cha biết giờ các con đang phán xét cha. All that is left of creation will lie within these walls. Outside, just the waters of chaos again. You are angry. You judge me. Cha sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện. Là câu chuyện đầu tiên cha đã kể. Từ thuở hồng hoang, giới chẳng có gì cả, không có ánh sáng, tất cả chỉ là bóng đêm. Và đấng kiến tạo đã thổi hơi thở sự sống của người vào những tia sáng đẹp đẽ. Qua đây, và sự sống hình thành từ đây. Sau, chiếu sáng cả vũ trụ. Sự sống cứ tiếp tục. Mọi thứ thật đẹp đẽ. Và trái đất được hình thành. Mặt trời quanh trái đất tạo ra ban đêm và ban ngày. Luôn luôn như vậy. Và các lục địa bắt đầu nối liền. Và bên dưới mặt đất vẫn chưa có sinh vật nào cả. Không có con người. Không có cây xanh. Nhưng ở sâu bên trong nó, sự sống trong nước được hình thành. Nó tạo ra những sinh vật đầu tiên. Các loài sinh vật biển xuất hiện. Chúng tiến hóa theo hướng của mặt trời. Các loài động vật, bò sát, động vật thân cứng, động vật thân mềm tiến hóa lên. Các loài cá sấu, thằn lằn, bò sát, trường bò xuất hiện trên mặt đất. Rồi những loài động vật có vú. Nước là nguồn sự sống của muôn loài. Những bông hoa, những loài cá, những loài gấu bắt đầu xuất hiện. Tất cả các loài động vật đó đều sinh sống cùng một nơi gọi là thiên đường. Và tại nơi đó, đấng kiến tạo
đã tạo ra người đàn ông và người đàn bà, và chỗ đã dẫn đường cho họ, cho họ sự lựa chọn. Đi vào bóng tối hay ở khởi nguồn của những tầm đạn. Và họ đã hát cái cấm. Những tầm đạn bắt đầu. Các thế hệ sau tàn sát lẫn nhau. Thế giới loài người bắt đầu. Anh giết em. Quốc gia đấu với quốc gia. Con người đấu với đấng kiến tạo. Chúng ta cứ giết hại lẫn nhau. Tội lỗi cứ lớn sâu. Loài người đã thay đổi. Để mọi thứ trở lại xinh đẹp và tốt hơn. Không còn bóng đêm. Từ bây giờ ta sẽ bắt đầu lại. Không, nước, mặt đất đều trở lại hiền hòa. Thiên đường sẽ trở lại. Đây chính là lúc con người không được tồn tại nữa. Nếu không, chúng ta lại phá hủy mọi thứ. Đây là điều đấng kiến tạo muốn. Loài người sẽ không còn tồn tại. Sam và Ila, sẽ còn ta và mẹ con. Em sẽ chôn anh chị con. Và Jeffy sẽ chôn con. Còn con Jeffy, con sẽ là người cuối cùng. Theo thời gian, con sẽ trở về với cát bụi. Con người sẽ không tàn phá giới nữa. Mọi thứ sẽ an toàn. Ta rất tiếc về chuyện cô gái đó. Rất xin lỗi con. Nhưng chúng ta có một nhiệm vụ lớn lao hơn. Em. Ta ở đây. Hắn biết ta ở đây chứ. Không. Tao cháu lại giúp ta. Có một cô gái. Và ông ấy đã để mặc cho cô ấy chết. Vậy giờ có muốn ta trả thù phải không? Đâu có đi. Mưa vẫn còn kéo dài. Mọi thứ ngoài kia chắc chết cả rồi. Hãy nói anh nghe ngài còn muốn. Anh đã làm mọi thứ. Em thấy.
Điều em thấy là trách nhiệm anh đã phải làm. Anh đã phải chịu đựng điều gì? Một người đàn ông yêu thương các con mình. Anh đã cố gắng mạnh mẽ. Em hiểu. Hãy thư giãn đi. Hãy đặt mọi thứ xuống. Noah. Mọi việc ổn rồi. Nếu cha cháu tìm được ta, hắn sẽ giết ta mất. Chúng ta phải sẵn sàng. Nhưng giờ ta còn yếu quá. Ông làm gì vậy? Ta phải lấy lại sức mạnh của mình. Mỗi loài chỉ có một cặp thôi đấy. Còn ta cũng chỉ có một mình thôi. Nhưng chúng là để dành cho thế giới mới mà. Động vật sinh ra là để phục vụ cho loài người. Cha cháu lại dạy cháu để phục vụ chúng. Có phải làm như vậy sao? Đã trở thành một người đàn ông mạnh mẽ. Đấng kiến tạo đã trừng phạt loài người. Cháu thấy đấy, loài người sẽ thống trị muôn loài. Ta phải làm điều gì to lớn hơn để cải tạo thế giới này. Ta phải làm thế. Cháu có thể làm được không nào? Cháu sẽ làm được mà. Đi nào. Ông nội, chuyện gì vậy? Cháu không bị bệnh đâu. Không thể. Chuyện gì vậy? Noa. Nhưng đây là cháu nội của chú ấy mà. Cha, Noah, chúng con đến để xin cha ban phước lành. Ta không hiểu. Sắp có em bé. Không thể nào. Cha vô sinh mà. Cha không thể có thai được. Sao lại như thế được? Em đã xin với ông nội. Cái gì? Em làm trái ý của đấng kiến tạo sao? Em chỉ muốn con cái chúng ta
có tương lai. Em chỉ muốn con cái chúng ta có tương lai thôi. Em có biết mình đã làm gì không? Tất cả mọi người, tất cả chúng ta đều phải chết. Em có biết mình đã làm gì không? Con có thể không làm điều đó. Cảm ơn. Con đã làm tất cả những gì ngài bảo. Như vậy chưa đủ sao? Sao ngài không trả lời con? Tại sao? Con sẽ không làm ngài thất vọng đâu. Con sẽ không làm cho ngài thất vọng. Con sẽ không làm ngài thất vọng đâu. Mọi việc sẽ được giải quyết. Mọi việc sẽ được giải quyết. Cha. Trời dừng mưa rồi. Đấng kiến tạo đang mỉm cười với con của cháu. Trời dừng mưa vì con của cháu. Nhưng ngài không cười đâu. Nếu cháu sinh ra một trai, nó sẽ thay thế Jaffi làm người cuối cùng. Nhưng nếu nó là con gái, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Sẽ phải chết. Cha điên rồi sao? Đó là con của con đấy. Đó là trách nhiệm của chúng ta. Đó là điều mà chúng ta phải làm. Jim đã về. Không có gì cả.
Không có gì cả. Chúng còn phải đi thôi. Ngoài đó không có gì cả. Con sẽ có thức ăn trong bao lâu? Một tuần hay một tháng? Một tháng. Hãy chờ thêm chút thôi. Chờ lũ chim tìm ra đất liền. Cảm ơn, Jaffy. Hãy thử lại lần nữa đi. Ta đã mở rồi. Hãy đánh thức con khác dậy. Đây này. Nhanh lên, chúng ta phải tìm cho ra. Không. Chúng con phải đi ngay. Chúng sẽ chết ngoài kia. Nếu chúng ở lại thì sẽ không sao. Ở lại để anh giết con của chúng sao? Noah. Noah. Chính em đã gây ra. Chính em đã gây ra tội Noah. Cảm ơn đi. Hãy trừng phạt em đi. Hãy trừng phạt em đi, Noah. Không phải chúng. Không phải bọn trẻ đâu. Cảm ơn. Tất cả chúng ta đều sẽ bị trừng phạt. Có lẽ thế. Điều này anh không muốn làm. Nhưng vẫn phải. Rất đau. Nhưng đó là công lý. Công lý sao? Như thế nào? Như thế nào chứ? Thế nào là công lý? Nói cho em biết đi, Noah. Nếu anh làm như vậy, anh sẽ mất đi con trai. Anh sẽ mất chúng và cả em nữa. Em đã từng hứa cho anh khi anh bỏ mặc những con người ngoài đó. Anh đã để cho họ chết, nhưng em vẫn tha thứ cho anh. Nhưng lần này không bao giờ tha thứ cho anh. Dù là trai hay gái, em cũng không bao giờ tha thứ cho anh. Anh sẽ phải chết trong cô độc. Những người anh yêu thương sẽ ghét anh. Đó là công lý đấy. Đó là công lý. Đã đến lúc rồi. Cháu hãy dụ ông ta đến đó. Chỉ cần một nhát thôi. Cầm hờ lấy.
Cháu không làm được đâu. Ông ta đã giết cô gái của cháu, giờ đây lại muốn giết con của chị cháu. Cháu muốn điều đó sao? Cháu muốn chết một mình sao? Con ta phải tự đấu tranh cho mình, cho sự sống của mình. Ta đã dạy cháu rồi. Cháu là một con người. Tốt. Nếu cháu là con người, cháu sẽ giết được. Ông ấy sẽ không tin cháu đâu. Hãy chăm sóc đứa bé nha. Đừng lo cho chúng con. Ta sẽ gặp lại nhau trong vùng đất mới. Cha. Không. Không, cha làm gì vậy? Cha muốn giết chúng con sao? Sao cha lại làm thế? Con đã nghĩ cha là người tốt. Chúng ta phải tin vào đấng kiến tạo, không còn lựa chọn khác. Mẹ ơi, đã tới lúc rồi. Đi theo mẹ. Không sao rồi. Ổn rồi. Ổn rồi. Con vẫn chưa muốn sinh. Em bé sắp ra rồi. Tập trung nào. Cha ơi, không xong rồi. Mấy con vật đã tỉnh dậy để giết hại lẫn nhau. Nhanh lên cha. Sao? Nhanh lên. Nhanh lên cha. Chúng không thể tỉnh dậy nếu không được chúng ta giúp. Mẹ ơi. Hậu duệ của Cain. Ta sẽ cho người thấy ai mới là người cai trị. That's right.
Thêm lần nữa nào. Thêm lần nữa. Là con trai hay con gái? Còn một đứa nữa. Cố lên nào. Thế nào? Là con trai chứ. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi. Là hai em gái. Không. Không. Ông ấy không được động đến con của con. Không, xem à. Xem. Hãy lại đây, giết hắn đi. Là con người thì phải biết giết chóc. Làm ngay đi. Sự độc ác thì không có chỗ trong vùng đất mới. Tất cả đàn bà và con tàu này là của ta. Ta sẽ xây dựng một thế hệ mới của riêng ta. Giờ cháu đã là con người rồi đấy. Đấng kiến tạo là tối cao. Cô ấy tên là Nael. Cô ấy vô tội. Cô ấy là người tốt. Là con trai. Là con trai. Đó là con trai. Nó đâu rồi? Con bé đâu?
Chúng rất xinh đẹp. Chúng sao? Hai đứa trẻ rất xinh đẹp. Đừng giết chúng. Không, không. Đừng giết chúng. Không. Doa. Doa. Chúng là cháu nội của chú đây. Ta sẽ không dừng lại đâu. Cho biết, hãy để cháu ru chúng đã. Hãy để cho chúng được ngủ ngon. Để cháu ru chúng ngủ đã. Cảm ơn, để chúng ngủ đã. Đăng lên cao, cây xanh xào xạc. Cha đợi cho con ngủ. Bao bọc con trong cánh tay rắn chắc của mình. Thì thầm cứu con giấc ngủ ngon. Làn gió thổi qua nhẹ nhàng. Thổi qua nhẹ nhàng. Thầm con giấc ngủ ngon. Ru cho đến con ngủ say. Ru cho đến con ngủ say. Cháu không cần phải thấy đâu. Cháu muốn ôm chúng. Làm nhanh đi. Làm nhanh đi. Làm nhanh đi.
nhắm mắt lại đi. Thăm đâu? Nó đằng kia. Em không cần phải đi đâu. Em không thuộc về nơi này. Em vui vì cuộc sống của chị đã ổn định. Cuối cùng thì con người đã học được cách sống nhân từ. Khi nào cô ấy quay lại? Có những điều không thể nào vượt qua được. Con muốn biết tại sao cha lại tha cho những đứa trẻ. Khi ta nhìn xuống hai đứa bé, nhưng cả những gì trong đầu ta hiện lên là tình yêu. Vậy sao cha lại sống một mình Noah? Sao cha lại tách biệt mình ra khỏi gia đình? Bởi vì cha đã làm sai lời với Ngài, và cha đã sai với tất cả các con. Cha nghĩ vậy sao? Ngài đã có lý do khi chọn cha Noah. Ngài muốn cho thấy sự độc ác của loài người và muốn cha phải biết tránh điều đó. Và Ngài cũng cho cha thấy cái tốt bên trong họ. Và Ngài đã để cho cha lựa chọn bởi vì Ngài đã chọn loài người. Ngài muốn cha lựa chọn nếu chúng ta vẫn còn sự lương thiện. Và cha đã có sự thương xót. Cha đã chọn sự yêu thương. Ngài đã cho chúng ta cơ hội thứ hai để được làm cha, để được làm ông nội. Ngài giúp cho chúng ta sống tốt hơn. Ngài cho chúng ta bắt đầu lại.
Đấng sáng tạo đã tạo ra Adam như hình ảnh của Ngài để thay Ngài chăm sóc thế giới này. Quyền kế thừa đã được truyền lại cho chúng ta từ cha của ta, rồi đến ta, rồi đến con trai ta. Xem Jaffer và Ham. Quyền kế thừa này sẽ được truyền lại cho các con, đến con cháu của các con. Rồi sẽ tới cháu và trách nhiệm của cháu. Và cháu muốn nói rằng sự sinh sôi và nảy nở để được duy trì trên trái đất này. The earth is green.